Xin chào anh em, với cái mức giá mà 13 triệu 900 nghìn thì mình nghĩ là không có một cái sản phẩm xe điện 3 bánh mini nào vượt qua thế hệ A3 Pro đợt vừa rồi đúng không ạ? Thì năm nay A3 Pro chúng ta đã cải tiến hơn một chút với nhiều cái tính năng hơn và đi sẽ khỏe hơn, động cơ lên đến 650W và chúng ta có thể là chở được đến 3 người và trang bị thêm một cái cốp đựng đồ ở phía đằng sau. Và chúng ta vẫn có một cái mức giá thành không hề thay đổi nhá, là 13 triệu 900 nghìn dành cho chiếc xe trước mặt anh em. Và bây giờ mình sẽ đi và giới thiệu chi tiết cho anh em xem nhé. Chạy cực kỳ là êm và mượt này. Ví dụ như mình thế này là mình đang cao và to hơn rất là nhiều bạn. Và những cái bạn mà nào mà mua xe này thì hầu như là nhỏ nhắn và xinh xắn đúng không? Nhưng mà mình thì lại đang cao và to hơn. Mình review cho anh em ấy, thì anh em sẽ cảm tưởng là mình đang luốt mất chiếc xe này. Đấy. Về phần thiết kế đầu xe của chúng ta sẽ có một cái thiết kế cực kỳ là bền vững theo thời gian và gắn một cái giỏ đựng đồ và có dòng chữ A ở đây. Đấy. Và sản phẩm này sẽ được gọi là A3 Pro thế hệ 2024 và ở đây chúng ta sẽ được trang bị là đèn bi cầu ở phía chính giữa soi ra và đèn định vị ban ngày, có đèn xi nhan tích hợp ở hai bên. Đấy. À, có bánh và giảm xóc ở phía đằng trước là giảm xóc dầu và bánh là bánh nhôm cắt CNC. Vành là vành 300-8, lốp là lốp không xăm và có trang bị chắn bùn nhựa sơn đồng màu theo xe, nhìn cũng cực kỳ là đẹp và hài hòa. Và trên cái tấm chắn bùn này, trên cái tấm thụt này chúng ta vẫn được gắn phản quang để cho chúng ta đi ban đêm an toàn hơn. Và ở phía phần tay phanh của chiếc xe này thì mình cảm nhận là khá là êm và chắc chắn, gồm có hai cái lúm gài phanh chống trôi khi chúng ta đang ở trên chế độ leo dốc và có đèn xi nhan còi. Đấy, cũng khá là to, có màn hình hiện thị thông số pin và đèn xi nhan và đèn pha. Đấy. Ở bên này của chúng ta sẽ có gồm là lùi, tiến và lùi. Đấy. 1 2 3 nhanh chậm ở đây. Đấy. Và ở trên chiếc xe này chúng ta vẫn được trang bị là phanh chân. Và nếu mà chúng ta quan tâm hơn về phần ở chính dưới này của chúng ta sẽ có cái hàng ghế bọc màu bạc nhìn cực kỳ là đẹp. Màu bạc này thì sẽ tùy theo từng xe họ bọc nha anh em nhé. Và anh em phải liên hệ với mình qua Zalo thì mình sẽ chụp hình ảnh màu sắc từng chiếc mình gửi cho anh em để anh em dễ chọn màu hơn. Ở đây chúng ta có ghế trẻ con và chúng ta có tay lắm trẻ con. Và cái chiếc xe này sẽ được sử dụng 4 hoặc là 5 bình ắc quy 30Ah, cung cấp quãng đường đâu đó từ 60 đến 80 km cho một lần sạc. Và cái vận tốc tối đa trên chiếc xe này sẽ đạt đâu đó từ 35 km một giờ quay đầu lại. Và ở phần sàn để chân của chiếc xe này mình đánh giá khá là đẹp, được bao bọc nhựa hết ở bên ngoài thay vì khung sắt lòi ra. Ở thân xe của chúng ta sẽ được thiết kế chú chó và ở đây có dòng chữ Chila. Thì mình cũng trao đổi luôn, chiếc xe này được sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu nguyên chiếc 100%. Và cái chiếc xe này thì anh em nào mà muốn mua hàng Nhật Bản hay là hàng Thái Lan hay là hàng gì ấy, anh em chỉ cần bảo thế này thôi, nói gắn ngọ gọn như thế này nhá. Bao nhiêu hàng Thái Lan và hàng Nhật Bản mang đến Đức Mario mua hết cho anh em nhá. Hầu như là người ta quảng cáo, người ta đang bịp anh em thôi, người ta đang lừa anh em thôi, chứ không hề nào có là mức giá rẻ. Chỉ có dưới 20 triệu mà có hàng Đài Loan, hàng Nhật Bản. Ở đây thì chúng ta được tích hợp là đèn xi nhan và có phanh lùi ở đây. Đấy, có chắn bùn nhựa. Đấy. Và phía đằng sau này của chúng ta được chạy bằng cầu nhôm thôi nhá. Và sẽ được sử dụng động cơ là 650W ở hai bên. Và ở đằng sau này thì mình rất ưng cái cốp này. Thì ở những cái phiên bản A3 đợt trước ấy sẽ không gắn được cái cốp này, nhưng mà phiên bản A3 Pro thế hệ 2024 này đã có trang bị là cốp đựng đồ phía đằng sau và dưới yên. Cái cốp này nếu mà ai không thích thì chúng ta có thể tháo ra và cất đi nhá. Đấy, đây là đồ theo xe nên là nhà mình cũng sẽ bán theo xe luôn. Đấy, cốp này cũng khá là ok để cho chúng ta đựng những cái đồ nhỏ gọn đấy. Đấy, còn đâu tháo cái cốp này chỉ có 3 con ốc ở trong này, chúng ta cũng có thể về chúng ta tháo cốp cất đi. Đấy, và ở đây thì chúng ta có khóa cốp riêng. Đấy, và khóa hai bên nữa thì nhìn cũng cực kỳ là chắc chắn rồi. Đấy. Về bánh, phía đằng sau của chiếc xe này cũng sử dụng là vành đa chấu, lốp là lốp không xăm và bánh là bánh 300-8, vành nhôm cắt CNC. Và ở phần ghế ngồi ở trên này thì chúng ta vẫn có một cái cốp đựng đồ phía dưới nhá, khá là đẹp.
chiếc xe này mình thấy nhiều cốp phết đây. Ví dụ cốp đựng đồ phía sau này, giỏ đựng đồ phía trước và cái cốp chúng ta đựng đồ dưới yên đúng không ạ? Và trên chiếc xe này đặc biệt quan trọng nhất thì vẫn được tặng cái khóa thông minh anh em nhé. Đi không cần chìa khóa và khóa chống trộm trên chiếc xe này. Đó. Với mức giá 13.900.000 rất là nhiều người hỏi mình, thế chiếc xe này có được bảo hành không? Thì mình cũng trả lời luôn, chiếc xe này được bảo hành lên đến 1 năm hoàn toàn sản phẩm nha anh em nhé. Đấy. Rồi. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Mario.